Rồi, lời nói đầu tiên xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên cái lô hồng ngọc mai mini. Đó, cái dòng nó nhỏ lắm. Nhưng mà nó lại có hoa có trái rồi. Đó, 300k một cặp. Mã 1k nhá. 300k một cặp. Tôi nói trước là mọi người là cũng nói rõ luôn, cái cây này nó không có to, nó rất là nhỏ nhưng mà nó dòng bonsai. Tùy ai mà mua về làm bonsai mà chơi cây mà thích cái hàng nhỏ để bàn này thì nó chỉ có 300k thôi. Còn cái cây thì đây thì tôi lấy ví dụ một cái cây to này nhưng mà nó lại chỉ có 200 thôi, nhưng mà nó to lắm mọi người thấy không, nên là tôi so sánh mọi người biết. Đây này, cái này nó to bằng ngón tay cái, ngón tay cái, nhưng mà cái này nó nhỏ như ngón ngón tay ấy. Đó. Cho nên là cái này nó có 200k thôi, mọi người muốn lấy cái loại nào lấy cũng có hoa hết rồi, nhưng mà nó to. Đó, thì bây giờ tôi quan trọng là tùy đó, mã 1 tôi nói trước là nó rất là nhỏ nhưng mà mọi người mà thấy chơi hàng mini thì cứ lấy cái hàng này về vào chân vào tay uốn cho nó bẻ cho nó đều ra, nó tứ diện ra là nó đẹp. Đó thì 300k một cặp bao ship nhá. Rồi mã 1k xuống. Rồi 2k. Đấy, 2k đây nhá. 2k thì nó nhỏ lắm. Nó cao thì khoảng 20 thôi. Đó thì cặp 2k 300 ngàn bao ship. Đó. Thấy không? Mọi người thấy nó bé vậy mà nó lại bằng ngang tiền với cái cây to này. Đây, cái cây to mọi người thấy không? Nó to như này. Đó, mà lại có 200k. Thì đấy là mọi người cứ so sánh và mua nhá. Rồi 2k này cũng 300, nhưng mọi người cứ lấy cái cặp nào thì điện thoại nhá. Rồi. Mã 3k. Đó, cái bộ rễ nó quần quại nó nằm ở dưới đây, mọi người về thay chất trồng nâng nó lên, nó còn nằm ở dưới đây này. Nó còn nằm ở dưới đây này, đó. Nên là mà nâng nó lên thì mới đẹp. Thì mọi người về thay chậu nhá. Còn đây là bán, tôi bán hàng nên là nhiều khi để cái chậu này dễ bán hàng cho nó dễ. Nó nhẹ mà ship hàng nó nhẹ là một hai, nó bưu điện nó không làm bể, còn đây này nó nằm quần quại dưới đây này. Cái bộ đế nó nằm ở dưới đây này. Mọi người về nâng nó lên là cái cây nó sẽ đẹp lên. Đó. 3k cũng 300k. Đó, mã số 3. Thì nó nhỏ nhưng mà nhiều khi nhìn nó cũng có duyên. Đó. Mã số 3. 300k. Bao ship. Đó, bao ship cho mọi người. Mọi người chơi chơi xong là cứ lấy kéo côn cho nó tròn tán lại là nó sau nó ra, nó càng nó ra rộng ra nữa là nó sẽ đẹp. Thì cái này về là một, còn mọi người chơi hoa thì chơi quả thì để không phải cắt, còn nếu mà mình chơi hoa không thì xong là mình côn nó là tròn lại, là nhìn cái cây nó gọn gàng lại, là nhìn nó sẽ đẹp, côn cho nó gọn lại. Rồi 300k bao ship. Rồi mã cặp số 4. Đó. Cũng 300k luôn. Đó, nó ngang nhau nhưng mà cái thế thì nó lại khác nhau. Thì mọi người cứ lấy, mọi người lấy cặp nào thì cứ alo tôi sẽ đóng thùng tôi gửi tới nhà nhá. Tới nhà là thanh toán tiền nó nhỏ. Đấy, lấy thêm một cây cây nữa như này đi. Đây này, cây như này đi. Đó. Cây nào cũng được. Đây thì tôi sẽ lấy, tôi cho so sánh cho mọi người là nói chung ở đây cái cây nó rất là to này, mà mọi người thấy đấy, có 200k thôi đây, mọi người thấy không? Nên là mọi người cứ lấy cái cặp như này ấy, 400k tôi cũng bao ship. Đây tôi để như này, còn mọi người kết bạn Zalo thì tha hồ chọn, nó hàng trực, có hàng hàng nói chung là nó sẽ có cái dáng, thì mọi người lấy thì cứ lấy thì cứ kết bạn Zalo nhá. 400 một cặp nhiều lắm. Tôi sẽ đóng thùng tôi gửi cho. Đó. Hàng thì ở đây tôi vào tôi quay cho mọi người xem nhá. Đây. Trong này hàng đây này. Hàng trong này này, đó. Đang làm này. Đang vào vào chất trồng. Đó, vào chất trồng. Còn ở ngoài sân đây thì tha hồ. Đây. Từ đây ra ngoài kia nhiều lắm. Thì mọi người cứ kết bạn Zalo xong là bảo là quay trực tiếp, là chọn cặp nào cái dáng như nào đó thì tôi quay cho. Đó, tôi quay tôi gửi cho. Thì cây thì nó nhiều kiểu mà.
nhiều cái dáng khác nhau. Đó, rồi, video này kết thúc nhá. Mọi người nhớ đăng ký để theo dõi video sau nhá. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá.